Sổ tay thần chú giàu có ủng hộ cho kênh tại địa chỉ thầnchúgiàucó.com. Nhập mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Bài tiền thu hút tiền bạc giàu có trong 10 phút. Hãy thực hành bài thiền đơn giản sau đây để thu hút tiền bạc ngay bây giờ bằng thiền. Thực hiện thiền trước khi ngủ để các thông điệp có thể được hấp thụ vào tiềm thức của bạn một cách dễ dàng. Hãy bắt đầu bài thiền thu hút tiền bạc bằng cách chọn một nơi yên tĩnh, thoải mái, nơi bạn sẽ không bị làm phiền. Ngồi xuống bắt chéo chân kiết già hoặc ngồi thẳng lưng trên ghế với hai chân chạm đất một cách thoải mái. Hít vào một hơi thật sâu để không khí lấp đầy cả phần ngực và bụng của bạn. Sau đó, thở ra từ từ bằng miệng. Lặp lại như vậy 3 đến 5 lần sẽ giúp bạn giải phóng tất cả căng thẳng từ cơ thể của bạn. Và bây giờ, hãy tưởng tượng rằng mọi căng thẳng mệt mỏi đang tiêu tan hết đi ra khỏi cơ thể của bạn, và thay thế vào đó là một nguồn năng lượng trong sạch, thuần khiết, sáng rực rỡ, bắt đầu chạm vào đỉnh đầu của bạn, đi từ từ xuống cổ, ngực, eo, bắp chân, cổ chân và bàn chân của bạn. Khi cơ thể bạn hoàn toàn thư giãn, hãy tưởng tượng cơ thể bạn đang nóng lên và được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng tươi ấm áp. Hãy tưởng tượng tiền đang chảy xuống bạn như một dòng thác. Hãy tưởng tượng hàng triệu đô la đang đổ xuống bạn, tràn ngập tiền xung quanh bạn. Hãy tưởng tượng dòng thác tiền đó đang tuôn trào xuống, lấp đầy căn phòng của bạn, lấp đầy cả căn nhà của bạn và tràn ra cả hàng xóm. Có đủ tiền cho tất cả mọi người. Sau vài phút trôi qua, hãy để bản thân bạn cảm thấy được chìm đắm thực sự trong hạnh phúc, sung túc và mãn nguyện. Thank you.
vài phút tắm trong hạnh phúc này, bạn hãy từ từ mở mắt ra. Bạn có thể lặp lại bài thiền này 2 lần hoặc 3 lần một ngày, khi vừa mở mắt buổi sáng, trước giờ làm việc buổi chiều và trước khi ngủ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Thần Chú Giàu Có. Đăng ký trọn bộ tại thầnchúsaucó.com.